Đây, trong video này mình sẽ giới thiệu nhanh về cái cách sử dụng loa cho nó đúng cho mạch DB-HA862 có nguồn xung ha. Đây, phiên bản mới, nguồn xung mới ha. Ok chưa? Rồi. Thì đối với cái bản mạch này sử dụng IC-68627E cho phép mình sử dụng một loa 3 tấc hoặc là hai cái loa 2 tấc. Ok chưa? Đây. Loa 3 tấc này. Chưa hấp dẫn chưa, công suất 50W 4 ohm hoặc là hai cái lo 2 tấc công suất mỗi lo là 25W 4 ohm. Đây là loại lo chi như lo kéo ha, âm thanh cực hay luôn ha, vang xa luôn ha. Kêu chưa? Còn đối với chép thì mình lắp lo chép 3 in hoặc là 4 in 5 in tùy ý ha, cái đó đơn giản rồi. Còn ở đây là mình đang chỉ cho các anh em để sử dụng đúng và lo một lo.